Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với cái channel Terry Cuộc Sống Úc. Thì hôm nay thì tranh thủ trời nắng đẹp, Terry đi vô Uni Wollongong để mục đích là cho các bạn thấy là cái trường Uni ở đây nó như thế nào, thì nó có khác gì với cái Uni ở Việt Nam hay không, thì cái đó thì tùy các bạn cho ý kiến. Nếu mà các bạn nào thích á thì xin các bạn hãy tiếp tục theo dõi. You smell so good. You feel so warm, just like I knew you would. Can't let you go. Thì cũng như các bạn thấy thì chỗ này là chỗ đậu xe. Ở trong trường á thì nó rất là nhiều chỗ đậu xe khác nhau chứ không phải riêng chỗ này. Trường ở đây thì nó lúc nào nó cũng có một cái chỗ mà để mà vận động đá banh. Mấy cái chỗ này á, là chỗ để học sinh ngồi ăn trưa đó. Cái này là mới xây. Hôm nay trời rất là đẹp thì Terry chỉ có một vài tiếng để quay phim thôi. Thì hy vọng các bạn thích cái chuyến đi hôm nay vào trường đại học của mình. Nhưng mà cũng như các bạn thấy thì người ta nhìn Terry rất là nhiều, nhưng mà vì cái channel của mình và vì các bạn thì Terry sẽ làm cái mặt mà dày một chút để quay cho các bạn thấy cái video hôm nay. Hy vọng các bạn ủng hộ mình. Trường đại học ở đây á, nó có hồ cá đồ, cây cảnh đồ thì nó rất là rộng lớn. Các bạn cũng thấy đó, trường đại học á, nó rất là chú trọng về thiên nhiên. Nó có hồ cá, nó có nuôi vịt, nó có đủ thứ con vật á, nó có nhiều loại chim lắm. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà học sinh học mệt mỏi hay là không còn hay là bị stress quá nhiều đó thì người ta sẽ ra đây, người ta ngắm những cái con thú này nè, sẽ làm cho đầu óc của người ta thanh thản hơn và dễ chịu hơn. Cái khu này là cái khu khoa học, là Science Building. Thì các bạn nào mà thích khoa học á, có thể đăng ký vô đây. Thì cũng như các bạn thấy trường ở đây á, nó có ký hiệu hết á. Ví dụ các bạn thấy cái khu khoa học nó sẽ riêng biệt cái màu sắc. Nếu mà các bạn nào mà học Science á, thì sẽ thấy cái building này nó có cái màu đỏ đỏ là biết là cái khu này là khu Science. Trong trường nó có những cái khu giống đi vô trong rừng vậy đó. Những cái khu này á, nó có bóng mát nè, nó rất là dễ chịu. Trường ở Wollongong thì đa số là cây cảnh, tại vì ở dưới đây mà rất là nhiều rừng cây. Học ở trong này thì được cái khí hậu nó mát mẻ. Cái này là library, là cái thư viện. Thì các bạn cũng thấy cái thư viện ở đây á, nó cũng lớn lắm. Đủ loại tiện nghi ha, đủ sách ha, có computer ở trong. Thì vào ngày chủ nhật á, thứ bảy chủ nhật á, thì học sinh đi vô trong đó học. Đây là hồ cá nữa nè. Trong trường này Terry thấy là hình như có 3 cái hồ cá đó. Cái này là ở trước cửa vô. Khi mà mình đi học trường Wollongong như này á, toàn là rừng cây không mà, giống như đi vô khu sinh thái vậy đó. Nó rất là dễ chịu khi mà các bạn học. Cái cây đó là cái cây cổ thụ. Thì xung quanh đó, khi mà vào ngày thường đó, học sinh nó sẽ ngồi đó nó chơi. Cái này là hội trường, cái chỗ mà tất cả các học sinh á, đi vô trong này để mà mình
trao bằng hay là tuyên bố những cái gì đó lớn lao để công bố những cái gì đó, thì cái chỗ này là cái chỗ lớn để các học sinh tụ hội lại. Thì đây là cái hội trường. Khi mà trao bằng á, người ta cũng vô trong hội trường này người ta làm nữa nè. Ở bên này là trường Unibar, là cái canteen của mình á. Học sinh thì mua đồ ăn giống như ở Việt Nam mình. Thì trong trường Uni này nó cũng dạy họa nữa, thì các bạn thấy. Cái này là tranh của người thổ tộc ở Úc mình hồi xưa đó. Người ta gọi là Aborigines. Thì nếu mà các bạn nào mà lạc đường thì nó sẽ có những cái con đường tên giống như vậy để chỉ đường cho các bạn. Cái khu này là khu hồ bơi. Thì ở trong đó nó cũng có gym ở trong nữa, sân đá banh. Sân đá banh thì rất là lớn. Thì ở bên này các bạn cũng biết là nó rất ưa chuộng về cái phần mà vận động thể thao. Thì cái khu này nó đang xây cái mới, nhưng mà theo mình cũng không biết là cái gì hết á. Thì nó đang lên đó, nhưng mà một là apartment hay là những cái ký túc xá đó. Ở đây là trước cái cổng trường Uni nè. Thì bây giờ mình đi trước cổng cho các bạn xem là ở trước cổng nó có những gì. Thì cũng như các bạn thấy thì mình cứ đi thẳng vô đó là mình tới trường ở trong Uni đó. Thì những cái ngôi nhà này đó là ký túc xá của du học sinh. Cái ký túc xá này cũng cũ rồi, các bạn thấy là nó cũng đã mấy chục năm rồi. Các bạn cũng thấy nó không có đẹp lắm. Thì đó, đây là cái cửa trước đi vô. Xe bus thì nó đậu ở đằng trước cửa đó. Khi mà các bạn qua đây học á, không có cần lo về vấn đề mà đi xe bus, tại vì nó rất là tiện nghi. Thì nãy giờ các bạn cũng đã thấy đó, cái trường Uni Wollongong thì là toàn là rừng cây không à, giống như một cái khu sinh thái. Đây là cái khu ký túc xá mới, nó cũng ở trước cửa trường Uni đó. Các bạn cũng thấy cái khu này là khu mới. Thì du học sinh đi qua đây học đó thì thường thường là mướn những cái ngôi nhà này để ở nè. Thì nó cũng rất là tiện nghi và cũng là gần trường đại học nữa. Chỉ cần băng qua đường là tới trường thôi. Thì cái building này là cái building mới. Như các bạn thấy, hai cái ký túc xá mới đó. Thì đây là trạm xe buýt ở trước cửa trường. Đi xe bus ở bên này không có lo, tại vì các bạn thấy cái xe màu xanh lá cây này là cái xe bus free. Thì các bạn không có đóng tiền để mà đi xe bus này, thì nó rất là tiện nghi. Khi mà các bạn chỉ nhảy lên xe đó và nó chở bạn tới Uni thôi, mình không có cần phải trả tiền. Thì đây là trước cửa trường Uni để mình đợi xe bus.
Thì nếu mà các bạn nào lạc á, thì đã có bản đồ ở chỗ đó cho các bạn biết. Thì các bạn cũng như các bạn thấy đó là trường Uni ở đây nó không có sợ lạc, tại vì khi mà mình học ở đây á, mình không có ngồi một chỗ mà mình phải di chuyển. Mỗi một cái building nó có một chức năng khác nhau, có chỗ để mình học science, còn có chỗ để mình học vẽ, có chỗ để mình học y tá hay là học dược, thì nó ngăn ra hết à, nó không có nằm chung trong một căn. Thì đó, cái này là họ học vẽ nè. Số 19 thì học vẽ thì nó cũng có số hết á. Các bạn nào mà không biết á, thì ở trước đây nó có cái bảng số, giống như là mình học vẽ là số 19, mình học business là số 40, mình học education thì số 23 với 67, ở medicine là học dược là 28. Các bạn không có lo là mình bị lạc ở trong cái trường uni này. Cái này là khu communications. Thì khi mà các bạn chọn môn á, thì các bạn chỉ cần nhớ những cái con số của mình, để khi mà mình đi vào những cái building mà có số á, thì mình không có bị vô lộn lớp. Cái trường uni này nhìn giống như là cái khu xứ sở khủng long vậy đó, các bạn thấy không? Rất là mát mẻ. Khi mà các bạn học ở trường uni này á, thì các bạn sẽ rất là thấy thoải mái và không có bị giống như là gò bó trong một cái không gian nhỏ hẹp. Thì uni Wollongong á là một trong những uni nổi tiếng của Úc mình. Trường uni này á, nó chuyên về học dược nè, học business IT đồ. Thì cái trường uni Wollongong này thì nó mạnh về những cái đó. Còn nếu mà các bạn nào mà học trường kiến trúc á, thì ở dưới đây nó không có dạy trường kiến trúc, thì các bạn phải đi lên Sydney. Nếu mà Terry còn nói thiếu sót cái gì á, hay là các bạn nào mà muốn hiểu thêm á, các bạn có thể comment ở dưới và hỏi mình. Cái video này á, hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về cái uni ở Úc mình nó ra sao. Terry hy vọng các bạn thích cái video hôm nay. Thì nếu mà các bạn thích á, thì Terry sẽ làm thêm nhiều video nói về cái cuộc sống ở bên này. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye!